Cuộc khủng hoảng lòng tin giữa Mỹ và Pháp xoay quanh vụ Úc lật kèo, hủy bỏ hợp đồng đóng tàu ngầm dường như đang khiến nỗ lực tái thiết liên minh chống lại Trung Quốc của Mỹ mong manh như ngọn đèn trước gió. Liệu Trung Quốc có thể hả hê vì mượn gió bẻ măng loại bỏ màn song kiếm hợp bích của châu Âu và Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hay không? Xin mời quý vị theo dõi trong bản tin ngày hôm nay. Bất bình trước hiệp ước an ninh mới của Mỹ, Anh, Úc, Trung Quốc dường như đang ăn miếng trả miếng khi chưa vội xác nhận tham gia hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu vào tháng 11 tới. Trong khi đó, kênh thông tin của chính phủ Bắc Kinh tung bằng chứng thép tố giác một số chính trị gia phương Tây bày mưu tính kế vu khống, bịa đặt về vấn đề nhân quyền ở khu tự trị Tân Cương. Đài Loan, mối bất hòa khác giữa Trung Quốc và phương Tây đang ngày càng gia tăng sự hiện diện trên trường quốc tế trước sức ép cả về quân sự lẫn kinh tế từ phía bên kia eo biển. Trong cuộc đua phát triển các máy bay không người lái, Nga đang mang đến cơn ác mộng cho không quân Mỹ với bộ đôi máy bay chiến đấu sát thủ Su-57 và Hunter-E. Một số tin tức đáng chú ý khác, sau tan vỡ hợp đồng với Úc, Pháp tiếp tục đối mặt với cú sốc lần hai. Trung Quốc phóng thành công tàu chở hàng lên trạm vũ trụ vào dịp Trung Thu. Hàn Quốc tiết lộ sẽ triển khai phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm. Người dân Thái Lan tiếp tục biểu tình yêu cầu thủ tướng từ chức. Cuba nỗ lực tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em trước sự tăng vọt ca nhiễm mới. Tất cả sẽ có trong bản tin ngay sau đây. Hồi tháng 6, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã có chuyến công du đến Pháp như một cách hàn gắn những rạn nứt mà chính quyền tiền nhiệm để lại. Nhà ngoại giao hàng đầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden nói đùa bằng tiếng Pháp ở Paris, chụp ảnh tự sướng với giới trẻ Pháp và chia sẻ rất nhiều về việc hồi sinh mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Động thái này vốn được xem như một làn gió mới cho mối quan hệ giữa Mỹ và đồng minh lâu năm. Khác với cựu Tổng thống Donald Trump, người đi theo chủ trương nước Mỹ trên hết với hàng loạt chính sách khó lường kéo theo các cuộc khủng hoảng ngoại giao với châu Âu, chính quyền ông Biden tỏ ra mềm mỏng, hòa nhã và thiện chí hơn. Tuy nhiên, mối quan hệ êm thấm chưa được bao lâu thì Washington lại đi vào vết xe đổ, rơi vào một cuộc khủng hoảng ngoại giao chưa từng có với Pháp sau thỏa thuận ba bên với Anh để cung cấp cho Úc các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Paris bị gạt khỏi cuộc chơi và mất hợp đồng béo bở trị giá 40 tỷ đô la đóng tàu ngầm cho Úc vào tay Mỹ, Anh. Pháp gọi đó là hành động tàn nhẫn, ví như một cú đâm sau lưng. Giới quan sát cho rằng chưa bao giờ nước này dùng những ngôn từ mạnh mẽ như vậy với đồng minh. Sau đó là động thái triệu hồi đại sứ ở cả Úc và Mỹ. Paris cáo buộc chính quyền ông Biden hành động giống như chính quyền tiền nhiệm của ông Trump. Giới phân tích cho rằng đây không chỉ là cuộc tranh chấp thương mại mà còn là khủng hoảng lòng tin. Và dù Mỹ hy vọng có thể nhanh chóng thổi bay những mâu thuẫn hiện tại thì chắc chắn sẽ không để xóa nhòa đi sự ngờ vực về mặt thống nhất mà Washington đang tìm cách xây dựng để chống lại sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc. Thỏa thuận tàu ngầm ba bên giúp Mỹ tăng cường sức mạnh của mình và các đồng minh khi đối mặt với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc, nhưng thiệt hại do sự xa lánh của Pháp có thể lớn hơn cả điều này. Ông Francois Hebel, cố vấn cấp cao về châu Âu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết, Trung Quốc chắc hẳn đang vô cùng đắc ý, họ đang mong đợi có thể mượn gió bẻ măng, loại bỏ màn song kiếm hợp bích của châu Âu và Mỹ ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Mặc dù mối quan hệ Mỹ-Úc trở nên hùng cường hơn sẽ khiến chính phủ Trung Quốc lo ngại. Tuy nhiên, Pháp, cường quốc quân sự hàng đầu của EU và đang có lập trường chống Trung mạnh mẽ cũng là cái gai lớn trong Bắc Kinh. Ông Helsbow cho rằng, khủng hoảng ngoại giao Mỹ-Úc-Anh có thể khiến Pháp thu hẹp trọng tâm, tập trung vào các lợi ích cụ thể ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thay vì nỗ lực đẩy lùi Trung Quốc. Theo vị cố vấn, một ngày sau khi thỏa thuận tàu ngầm được công bố, Liên minh châu Âu đã công bố chiến lược chính thức nhằm tăng cường sự hiện diện của mình ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và chống lại Trung Quốc. Tuy nhiên, với việc Pháp có thể buông kiếm thì nguy cơ cao là nỗ lực này sẽ bị chết yểu hoặc chiến lược xuyên Đại Tây Dương của Mỹ chống Trung sẽ trở nên rời rạc. Mặc dù vậy, các nhà phân tích khác lại tin rằng nhiệm vụ cấp thiết kiềm tỏa sự bành trướng của Bắc Kinh sẽ giúp các nước phương Tây thu hẹp sự khác biệt của họ. Ông Greg Pauling thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Washington cho biết, mối quan ngại ngày càng gia tăng về sự hung hăng của Trung Quốc sẽ là thủy triều đầy các con thuyền của quốc gia phương Tây. Tôi khá tự tin rằng sẽ có một vài tháng khó khăn ở phía trước, nhưng Paris sẽ vượt qua vì lợi ích chiến lược. Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 sẽ diễn ra tại Glasgow, Scotland vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, đến nay, Trung Quốc vẫn chưa xác nhận tham gia hội nghị.
Hiện Trung Quốc là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, được xem là nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của cuộc đàm phán hướng đến làm chậm sự nóng lên toàn cầu. Giới quan sát cho rằng đây là hành động ăn miếng trả miếng của Bắc Kinh nhằm thể hiện sự tức giận trước hiệp ước an ninh mới của Anh, Mỹ và Úc với mục tiêu chống lại sức ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hiện Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn chưa cam kết tham dự cuộc đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu COP26 tại Glasgow. Chủ tịch COP26 Alok Sharma thậm chí cũng không thể xác nhận liệu Bắc Kinh có cử một phái đoàn đến cuộc họp thượng đỉnh này hay không. Thừa nhận Bắc Kinh là một phần quan trọng của bất kỳ thỏa thuận nào tại Glasgow, ông nói, Trung Quốc là nguồn phát thải lớn nhất trên thế giới, tôi rất mong nước này sẽ cử một phái đoàn đến Glasgow. Ông Sharma đã có chuyến thăm Bắc Kinh để đàm phán một số vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu trước hội nghị thượng đỉnh. Giới chức Trung Quốc nói với tôi rằng họ mong muốn COP26 sẽ thành công, quả bóng đang ở trong sân của họ và chúng tôi muốn họ tiến về phía trước, cùng nỗ lực với phần còn lại của thế giới vì lợi ích chung. Hiện Scotland đang đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 phức tạp, tuy nhiên ông Sharma khẳng định các cuộc đàm phán sẽ diễn ra theo kế hoạch. Chúng tôi đang lên kế hoạch để COP26 diễn ra suôn sẻ. Điều quan trọng là những người đến tham dự và cả người dân ở Glasgow cũng phải được đảm bảo an toàn. Các đại biểu tham dự hội nghị chưa thực hiện tiêm chủng cũng được đề nghị sớm tiêm phòng. Đây sẽ là một sự kiện an toàn, ông nhấn mạnh. Kênh thông tin chính phủ Trung Quốc vừa đăng tải một bài viết đề cập đến video ghi lại chia sẻ của hơn 20 cư dân ở khu tự trị Tân Cương về đời sống thực tế của họ. Bắc Kinh cho rằng đây chính là bằng chứng thép tố giác một số chính trị gia phương Tây và các lực lượng chống Trung Quốc đã bày mưu tính kế, vu khống, bịa đặt về vấn đề nhân quyền ở khu vực này. Trang tin cho biết 20 cư dân đến từ nhiều tầng lớp khác nhau ở Tân Cương đã chia sẻ về việc bảo tồn văn hóa, tín ngưỡng tôn giáo, giáo dục học đường và sự ổn định của khu vực. Phát ngôn viên chính quyền khu tự trị Tân Cương Su Gi-sang cho rằng tòa án Duy Ngô Nhĩ ở London nhằm buộc tội chính quyền Trung Quốc diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ là dối trá. Các nhân chứng trong phiên tòa hoàn toàn bịa đặt dưới chiêu bài nhân quyền hoặc nghiên cứu học thuật. Ông nhấn mạnh chỉ những người dân sống và làm việc ở Tân Cương mới là những người có tiếng nói đáng tin cậy và thuyết phục nhất. Giám đốc một công ty dệt may ở Kashgar, Hong Long Chu, bày tỏ sự tức giận trước cáo buộc về lao động cưỡng bức ở Tân Cương. Ông cho biết hầu hết nhân viên của ông là người Duy Ngô Nhĩ và từng làm nông hoặc làm công việc bán thời gian để kiếm sống. Làm việc tại công ty, có công việc và thu nhập ổn định, nhiều người trong số họ đã mua được vật nuôi và xây nhà mới. Ông bày tỏ bức xúc khi một số công ty ở nước ngoài chấm dứt hợp tác với công ty vì sợ bị liên lụy do các lệnh trừng phạt của một số nước phương Tây. Ông nói, một số đối tác châu Âu và Mỹ đề nghị chúng tôi rút khỏi Tân Cương và ngừng tuyển dụng công nhân Duy Ngô Nhĩ. Người Duy Ngô Nhĩ không có quyền làm việc trong các nhà máy hay sao? Không phải Hoa Kỳ luôn tuyên bố là quốc gia đấu tranh cho nhân quyền hay sao? Cái gọi là nhân quyền trong Hoa Kỳ có nghĩa là làm cho mọi người không có việc làm, không có thức ăn ư? Phát ngôn viên của chính quyền khu tự trị Tân Cương Elijah Aniyak nói rằng, với lý do nhân quyền, một số chính trị gia phương Tây và các lực lượng chống Trung Quốc đang cố gắng phá hoại sự ổn định, cản trở sự phát triển và tiến bộ của Tân Cương, cũng như muốn đẩy khu vực này trở lại tình cảnh bạo loạn. Những nỗ lực như vậy là vô ích và chắc chắn sẽ thất bại, ông nói. Trong khi đó, Đài Loan, mối bất hòa khác giữa Trung Quốc và phương Tây, đang ngày càng gia tăng sự hiện diện trên trường quốc tế trước sức ép cả về quân sự lẫn kinh tế từ phía bên kia eo biển. Cơ quan Ngoại giao Đài Loan MOFA vừa cho biết, trước thời điểm Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc UNGA lần thứ 76 tổ chức một cuộc tranh luận chung từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9 tới, các đồng minh của hòn đảo đã viết thư cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi ông cho phép Đài Loan gia nhập Liên Hợp Quốc UN. MOFA cho rằng việc Đài Loan tham gia vào tổ chức toàn cầu sẽ góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu hậu COVID-19, đồng thời cho rằng UN nên phản đối việc hiểu sai nghị quyết 2758 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vốn là cơ sở cho chủ trương một Trung Quốc để loại trừ Đài Loan khỏi tổ chức này. MOFA không nêu rõ quốc gia nào đã ký bức thư. Năm ngoái đã có 12 đồng minh ngoại giao của Đài Loan lên tiếng ủng hộ đưa hòn đảo vào các tổ chức quốc tế thông qua nhiều kênh khác nhau. Trước những bất đồng ngày càng gia tăng mạnh mẽ trong khu vực, các cường quốc quân sự hàng đầu đang chạy đua để phát triển các máy bay không người lái UAV để hỗ trợ phi đội tiêm kích. Các UAV chiến đấu này được thiết kế để kết hợp tác chiến và giảm thiểu rủi ro cho phi công. Mỹ tuyên bố đã đạt được những bước tiến lớn trong việc phát triển chương trình Skybox UAV. Thế nhưng, theo trang tin The Asian Times, Nga đang mang đến cơn ác mộng cho không quân Mỹ với bộ đôi máy bay chiến đấu sát thủ gồm tiêm kích Sukhoi Su-57 và máy bay không người lái chiến đấu UAV Hunter B. Các UAV này sẽ thuộc dòng máy bay
phụ trợ chi phí thấp và được triển khai bay phía trước tiêm kích có người lái nhằm thị sát mở đường. Chúng mang lại mức độ linh hoạt trong hoạt động cao và tùy thuộc vào nhiệm vụ, chúng có thể mang theo vũ khí. Trở lại với bộ đôi sát thủ của Nga, Sukhoi S-70, Okhotnik B, còn được gọi là Hunter B, là một UAV chiến đấu thế hệ thứ 6 hiện đại với khả năng tàng hình mạnh mẽ. Hunter B là sản phẩm của phòng thiết kế Sukhoi và tổng công ty máy bay MIG của Nga. UAV chiến đấu này đang được phát triển cho không quân Nga. Những chiếc Hunter B đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên kéo dài 20 phút vào năm 2019 và sẽ chính thức được bàn giao cho quân đội Nga vào năm 2024 để kết hợp cùng tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 SU-57. Hunter B được trang bị động cơ phản lực cánh quạt AL-31, có thiết kế cánh mạnh mẽ và trọng lượng cất cánh tối đa 20 tấn. Loại UAV này có tầm bay 6.000 km và có thể bay với tốc độ 1.000 km/h. Thân của Hunter B được phủ một lớp sơn hấp thụ radar, được cho là để giảm tiết điện chống phản xạ radar, tăng khả năng tàng hình. Đây cũng là lý do mà khi Hunter B kết hợp với tiêm kích SU-57 sẽ tạo ra cặp đôi hoàn hảo. Bởi dẫu SU-57 của Nga có khả năng cơ động tốt, nhưng khả năng tàng hình bị hạn chế, khó thâm nhập sâu vào hàng phòng thủ của đối phương. Nếu có Hunter B mở đường, khả năng tác chiến sẽ thăng hạng, bởi ngoài khả năng tàng hình, UAV của Nga còn sở hữu phạm vi hoạt động ấn tượng và có thể bay khi được trang bị hơn 2 tấn vũ khí tấn công mặt đất và không đối không, cho phép tấn công chính xác vào trung tâm của kẻ thù. Giới quân sự đánh giá Nga đã đạt được những tiến bộ nhanh chóng trong công nghệ UAV trong những năm gần đây. Điều này đã trở thành nguyên nhân khiến Mỹ lo ngại. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, bất chấp mọi nỗ lực cao nhất của Nga và những tiến bộ trông thấy, cả Mỹ và Trung Quốc vẫn đang dẫn trước Nga trong cuộc đua chế tạo máy bay không người lái chiến đấu. Dù vậy, đến cuối cùng, các chuyên gia quân sự vẫn khẳng định yếu tố con người vẫn sẽ ảnh hưởng đến kết quả của bất kỳ cuộc chiến tranh nào trong tương lai. Trận lôi đình của Pháp vì bị hủy hợp đồng tàu ngầm với Úc vẫn còn chưa nguôi ngoài, thì thông tin mới nhất vào cuối tuần qua, Pháp lại tiếp tục đối mặt với cú đâm sau lưng lần hai. Theo đó, giới truyền thông đã trích dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, Thụy Sĩ đang tiến hành các cuộc đàm phán để mua 36 máy bay phản lực Lockheed Martin F-35A của Hoa Kỳ vào tháng 6, thay vì mua máy bay chiến đấu Rafale của hãng Dassault Pháp. Trước cú sốc mới, chính phủ Pháp đã hủy bỏ cuộc hội đàm đã định sẵn vào tháng 11 sắp tới giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Pemelin tại Thụy Sĩ. Theo các nguồn tin, Paris cáo buộc rằng Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ đã tiếp tục đàm phán với các nhà sản xuất khác, bao gồm cả nhà sản xuất Rafale của Pháp, Dassault, sau khi đã đạt được quyết định mua máy bay chiến đấu của Mỹ. Vào hôm qua 20 tháng 9, Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 3 để cung cấp vật tư cho trạm vũ trụ đang xây dựng. Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc đã thông báo về sự kiện này theo một cách rất hài hước nhân dịp Trung thu như sau. Cốc Cốc, đây là người giao hàng Thiên Châu 3 của bạn, vui lòng xác nhận biên lai gói hàng của bạn và chúc bạn có một Tết Trung thu vui vẻ. Theo kế hoạch, vào lúc 3 giờ chiều thứ Hai ngày 20 tháng 9, tên lửa Trung Quốc Trường Chinh 7Y4, Long March 7Y4 đã mang theo tàu vũ trụ Thiên Châu 3 cất cánh từ bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương ở tỉnh Hải Nam. Đây là sứ mệnh thứ tư trong số 11 sứ mệnh được lên kế hoạch để xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung 3 module của Trung Quốc. Sứ mệnh Thiên Châu 3 đã diễn ra ngay sau khi sứ mệnh lịch sử Thần Châu 12 chở theo 3 phi hành gia kết thúc và đã trở về trái đất an toàn vào thứ Sáu ngày 17 tháng 9. Sau thời gian bay khoảng 597 giây, tàu vũ trụ tách ra khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo định sẵn. Vào lúc 3 giờ 22 chiều, các tấm pin mặt trời trên tàu vũ trụ mở ra một cách trơn tru với mọi chức năng trong điều kiện hoạt động bình thường, đánh dấu sự thành công của lần phóng tàu vũ trụ mới nhất. Được biết, sứ mệnh Thần Châu 13 tiếp theo chở theo 3 phi hành gia lên xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc sẽ được phóng vào đầu tháng 10. Tờ Yonhap hôm thứ Hai ngày 20 tháng 9 tiết lộ, Hàn Quốc có kế hoạch đưa vào hoạt động một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM tự sản xuất mới trên biển vào khoảng nửa cuối năm sau. Tuần trước, Hàn Quốc đã thông báo về vụ phóng thử tên lửa SLBM tự sản xuất đầu tiên từ tàu ngầm Dosan Achanghol nặng 3.000 tấn giúp Seoul gia nhập hội các nước sở hữu tiềm lực tự thần. Một nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc cho biết một số vòng thử nghiệm nữa sẽ được tiến hành để đảm bảo độ tin cậy của nó. Sau khi kết thúc quá trình triển khai vào đầu năm tới, chúng tôi sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa nửa đầu năm 2022. Sau đó, tên lửa có thể sẽ được triển khai cho các hoạt động thực tế bắt đầu từ nửa năm sau đó. Ngoài ra, Hàn Quốc đang thực hiện dự án đóng thêm 2 tàu ngầm loại 3.000 tấn vào năm 2023 và đang có kế hoạch sản xuất thêm 6 chiếc tàu ngầm loại lớn hơn, có tới 10 ống phóng trên mỗi chiếc, theo các quan chức. Năm ngoái, Bộ Quốc phòng đã công bố kế hoạch phát triển tàu ngầm thế hệ tiếp theo nặng 4.000 tấn để tăng cường khả năng hoạt động dưới nước.
SLBM, được cho là một biến thể của tên lửa đạn đạo Hyunmoo-2B của nước này, có tầm bay tối đa 800 km. Trong cuộc thử nghiệm dưới nước vào tuần trước, tên lửa được cho là đã bay khoảng 400 km trước khi tấn công mục tiêu. Thông tin cũng cho rằng nó sẽ được trang bị đầu đạn thông thường vì Hàn Quốc bị cấm sử dụng hạt nhân. Tất cả 6 quốc gia có hệ thống SLBM hiện nay là Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Ấn Độ. Đây đều là cường quốc hạt nhân. Những người biểu tình Thái Lan chống chính phủ đã tập hợp tại thủ đô Bangkok vào hôm 19 tháng 9 để kỷ niệm 15 năm cuộc đảo chính quân sự vào năm 2006 và yêu cầu Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, một cựu tư lệnh quân đội, từ chức. Cảnh sát cho biết khoảng 2.000 người đã tham gia cuộc biểu tình, bao gồm những người ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người đã bị lật đổ trong cuộc đảo chính và hiện đang sống lưu vong. Nhiều người biểu tình đã lái xe quanh trung tâm Bangkok, mang theo các biểu ngữ, kêu gọi ông Prayut từ chức. Trong những tuần gần đây, Thái Lan đã ghi nhận hơn 13.000 trường hợp nhiễm coronavirus mới mỗi ngày, hầu hết là do biến thể Delta. Người dân ngày càng không hài lòng với sự chậm chạp của chính phủ trong việc tiêm chủng cũng như lệnh giãn cách xã hội đe dọa các hoạt động kinh tế. Một người biểu tình cho rằng người dân Thái Lan đang chết đói vì không thể làm việc trong bối cảnh đại dịch coronavirus hoành hành. Hôm 19 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Syria đã có chuyến thăm đến quốc gia láng giềng Jordan để thảo luận về tình hình ở biên giới chung giữa hai nước. Cuộc gặp diễn ra sau khi Syria phát động cuộc tấn công chiếm lại thành trì cuối cùng của lực lượng đối lập ở miền nam đất nước. Cũng trong tháng này, quân đội Syria cũng đã giành lại quyền kiểm soát đối với Deraa, một thành phố phía nam Damascus, theo một thỏa thuận do Nga làm trung gian nhằm ngăn chặn một cuộc tiến công do Iran hậu thuẫn. Trong chuyến thăm này, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng quốc phòng Jordan, tướng Joshua Hunati, đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Syria và người đồng cấp Ali Abyad để bàn về tình hình Deraa cũng như thảo luận về các vấn đề cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và buôn lậu chất cấm trong khu vực. Các nhà ngoại giao cấp cao của phương Tây cho biết Jordan và Israel đang lo lắng trước sự hiện diện ngày càng gia tăng của Iran dưới hình thức chiến tranh ủy nhiệm. Từ lâu, Tehran được cho là đã hỗ trợ các đơn vị quân đội Syria, cùng với đó là sự mở rộng số lượng dân quân do Tehran hậu thuẫn. Bên cạnh đó, cuộc đàm phán lần này cũng nêu ra hướng giải quyết tình trạng buôn lậu chất cấm tăng đột biến trong những tháng gần đây mà các quan chức Jordan cho rằng tổ chức Hezbollah do Iran hậu thuẫn đứng sau. Trong khi đó, Hezbollah luôn phủ nhận các cáo buộc của phương Tây rằng họ đứng sau một mạng lưới buôn lậu chất cấm trị giá hàng tỷ đô la từ Syria qua Jordan nhằm thâm nhập các quốc gia vùng vịnh và châu Âu. Nói về chiến dịch tiêm ngừa vaccine COVID-19, Cuba hiện tại sau hơn một tuần triển khai đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới bắt đầu tiêm chủng hàng loạt cho trẻ em. Nỗ lực này được đưa ra nhằm ứng phó với sự gia tăng gần đây trong các trường hợp nhiễm mới, khiến các quan chức Cuba phải hủy bỏ kế hoạch mở cửa trở lại trường học vào đầu tháng này. Số ca nhiễm mới được thống kê tại nước này vào hôm 19 tháng 9 là 8.434 trường hợp. Theo CNN, ít nhất 117.500 trẻ vị thành niên dương tính với COVID-19 ở Cuba cho tới nay. Do vậy, trẻ em từ 2 tuổi trở lên đủ điều kiện được kêu gọi tiêm vaccine. Mặc dù việc tiêm chủng không phải là bắt buộc, nhưng đa phần các bậc cha mẹ tại Cuba đã ủng hộ con mình tiêm chủng. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Eugenio González Pérez cho biết, các lớp học tại Cuba sẽ không bắt buộc tất cả học sinh phải được chủng ngừa, nhưng chúng tôi kêu gọi các gia đình hãy tiêm chủng cho con cái của họ. Chúng tôi sử dụng một loại vaccine 100% do đất nước tự sản xuất. Bộ trưởng Y tế Cuba Roberto Miranda cho biết thêm, thật đáng báo động về số lượng ca nhiễm COVID-19 mới đã xảy ra ở Cuba trong vài tháng gần đây trong nhóm đối tượng trẻ em. Ở Anh, thanh thiếu niên tại một trường học ở thị trấn ven biển Leigh-on-Sea đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào hôm 20 tháng 9, sau khi chính phủ Anh tuyên bố sẽ tiêm chủng mở rộng cho tất cả học sinh từ 12 đến 15 tuổi. Hồi tuần trước, các giám đốc y tế CMO đã khuyến cáo rằng trẻ em ở độ tuổi này ở Anh nên được tiêm mũi đầu tiên là vaccine của Pfizer-BioNTech. Ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng JCVI ban đầu đã từ chối khuyến nghị tiêm phòng cho tất cả trẻ từ 12 đến 15 tuổi với lý do không chắc chắn về tác động lâu dài của viêm cơ tim, một tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine dựa trên mRNA như Pfizer. Các CMO cho biết nhóm tuổi này sẽ không nhận liều vaccine thứ hai, ít nhất là cho đến mùa xuân, vì phải chờ thêm dữ liệu nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới. Hôm 20 tháng 9, Pfizer Inc. và BioNTech SE cho biết vaccine ngừa COVID-19 của họ gây ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ ở trẻ từ 5 đến 11 tuổi và có kế hoạch xin cấp phép sử dụng vaccine này cho trẻ em trong độ tuổi trên ở Hoa Kỳ, châu Âu và các nơi khác trên thế giới càng sớm càng tốt. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi.
FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng và mới nhất trên thế giới trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!